À, Mỹ Lan, dạo này chị thấy em đẹp ra đó. Chỉ cần á em ngọt với khách một chút thôi, chị bảo đảm với em là không bao lâu nữa em á hả sẽ sáng rực trong cái quán bar này. Thôi đi mấy chị, đừng có khen em quá như vậy chứ. Em á chỉ là lính mới thôi à, làm sao á mà bằng mấy chị được chứ. Không đâu, Ánh Hồng nói thiệt đó, em vừa đẹp vừa trẻ, chứ không như ai kia già khằng cú đế, sắp hết thời tới nơi rồi mà tưởng là mình còn ngon lắm chắc. Tối ngày cái ổng ẹo chảnh chọe khó ưa. Chẳng qua là được đại ca chống lưng thôi, chứ không hả cũng phải ra tiếp khách từ hồi đời nào rồi. Ê cô nhỏ kia, mày có muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng có nói phong long như vậy. Ủa, tụi này nói chuyện với nhau có nhắc tới tên mày không mà ngứa miệng vậy? Bộ sắp hết thời thiệt hay sao mà mày nhột chứ? Mà hôm bữa hả, có đứa bị người ta hù rạch mặt. Ôi trời ơi, không biết cái mặt đó hả dính mấy vết sẹo dài, không biết nó ra sao ta. Thì như con quỷ chứ ra sao nữa. Nè, mày nói gì đó? Tao nói vậy đó. Thôi mà mấy chị ơi, mấy chị đừng có gây nhau nữa được không? Chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau, ai cũng vì đồng tiền bát gạo hết trơn á. Còn chị nữa đó, mai mốt hai chị đừng có nói chuyện với chị Tuyết Đen như vậy nữa. Nhưng nhìn cái kiểu nó ngạo mạn, tao thấy chướng họng quá. Khó ưa hay là ganh tị? Có giỏi thì chảnh như tao đi. Thôi mà. Trời ơi, thôi 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 thôi. Thôi đi mấy bà. Trời đất ơi, khách ở ngoài kia hả đùng đùng á, mà mấy bà đứng đây gây lộn làm sao? Trời đất ơi, muốn nghỉ làm hay sao? Trời đất ơi, ông chủ Thanh ở ngoài đợi kìa. Ông chủ Thanh chỉ thích Tuyết Hoa hậu của chúng ta thôi. Nhưng mà lần trước á, Hoa hậu đó bị con gái ông chủ dọa rạch mặt, sợ chết khiếp rồi. Cho nên bữa nay chắc không dám ra tiếp khách nữa đâu bà chủ ơi. Chị, hôm nay em phá lệ, em sẽ tiếp ông chủ Thanh một lần. Thôi, không cần đâu cưng. Ông chủ hả, thích gặp Mỹ Lan thôi. Đi theo chị em. Dạ. Ông chủ á muốn gặp em đó. Ông chủ Thanh muốn gặp em hả? Đúng rồi. Ông chủ Thanh á, ông là khách sộp của quán bar này đó, nhưng mà ông rất là khó tánh. Nếu mà ông không gọi em thì làm sao mà chị kêu? Chị nói thiệt á hả? Thiệt. Nhưng mà chị ơi, có được không vậy? Tại vì em là lính mới mà, lỡ có chuyện gì sơ suất thì sao? Em cứ bình tĩnh đi. Ông chủ chỉ khó tính với bà chủ như chị thôi. Chứ mà trời ơi, mấy em trẻ đẹp như vậy mà thì ông chủ cưng lắm. Thôi em đừng có lo, ráng chiều lòng ổng đi, rồi lên hương mấy hồi. Phải đó em, ráng ngọt ngào lấy lòng ông chủ đi, cho người ta ra rìa, về quê bán bánh lọt cho biết. Ê, thôi Mày thôi 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 đừng. Thôi, đừng chăm chích nhau nữa, lo mà ra tiếp khách đi. Mỹ Lan, em Dạ ra với chị nha. Chị chờ em chút nha. Dạ, đi chị. Đi em. Em đi trước nha. Em đi nha mấy chị. Nè, mày nói địa bàn này trước đây của thằng Cảnh sao? Dạ phải. Gia Hùng què đạt được nó, không đổ giọt máu nào à? Dạ đúng. Tự thằng Cảnh đem đổi cho Hùng què để nó đổi lấy địa bàn chợ đầu mối. Chuyện này tao biết rồi. Dạ, ông chủ đúng là người thông minh sáng suốt, không có gì qua mắt được ông chủ hết á. Nó biểu thằng Sĩ Đăng coi ở đây. Vậy thằng Tùng Sẹo có phản ứng gì sao? Dạ, chẳng những không phản ứng gì mà còn vui vẻ ra mặt. Điều này rất lạ đó ông chủ. Có gì mà lạ, mất một được 10, dĩ nhiên là phải vui rồi. Vô đi. Dạ, xin chào mấy anh. Dạ, theo lời ông chủ, em dắt Mỹ Lan tới trình ạ. Dạ, em chào ông chủ ạ. Em chào hai anh ạ. Ông chủ, em xin phép về trước, có Dạ công việc. em về Ông chủ chơi vui vẻ Dạ ha. ông chủ
Cô em nè. Dạ. Dạ thưa ông chủ em ra. Chị. Tiếp khách đi cưng. Chị. Lúc giật vali hàng của Tám Lú thấy yên hùng lắm mà, sao bây giờ lại nhát như thỏ vậy cô nương? Dạ, cái này không phải gọi là nhát à, mà đang tìm hiểu đối tượng cần tiếp cận. Nếu như mà mình biết được người ta muốn gì và thích gì á, thì độ tiếp cận càng cao à. Ừ, giỏi lắm. Vậy bây giờ em có biết ta thích gì không? Dạ, một người lịch lãm và ga lăng như ông chủ đây thì chắc chắn là sẽ thích một cô gái thông minh à. Em tự nhận mình là người thông minh à? Dạ, mời ông chủ à. Sau khi ông chủ uống ly này xong á, sẽ biết được em là người như thế nào à. Một điểm cộng cho cách ứng xử rất khéo léo. Dạ. Ơi! Mày thông cảm đi, chuyện này tao không thể làm được. Mày muốn phản phé giữa chừng sao? Không phải là tao muốn phản phé, mà mày phải thông cảm cho tao. Dù sao tao cũng theo đại ca Hùng lâu rồi, tao không thể nào làm trái nghĩa giang hồ được mà đi bán đứng đại ca của mình. Nhưng mày lúc trước đã nhận lời, bây giờ mày làm như vậy á, chẳng khác nào mày bán đứng tao trước mặt ông chủ. Mày cứ yên tâm, chuyện mày xúi tao phản bội đại ca Hùng, tao thề tao sẽ giữ kín trong lòng, không hé môi dù chỉ một lời. Bằng không tao xin nghề tử nghiệp, không có chỗ chôn thân. Mày, nếu như tao hé lời, không khác gì tao tự tố cáo tao. Mày thông cảm cho tao đi, chuyện trái đạo lý giang hồ tao không thể làm được. Được, tao tạm tin mày. Nhưng tao nói trước, nếu mày dám hó hé nửa lời về chuyện hôm nay, tao sẽ cho lời thề của mày linh ứng ngay lập tức. Chết! Tao chết không có chỗ chôn thầy. Tao thề, tao nhớ mà, tao không nói dù chỉ nửa lời. Uống đi, coi như chầu này tao đãi mày. Tao không còn hứng nữa. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ giết người, đề nghị anh đi theo chúng tôi để hợp tác điều tra. Làm gì bắt tôi? Về đâu mà nói chuyện. Coi vậy mà cũng có giá ghê, được cả hai bên săn đón mua chuộc. Nhanh lên, cố lên con gái. Cố lên, đừng có làm mất mặt ba đó nghe. Cố lên, cố lên con gái.
Như Ngọc. Yeah, con thắng rồi ba ơi. Em á, đúng là kiện tướng bơi lội á. Bơi quá trời như vậy mà không có mệt, còn chị bơi có chút xíu à mà mệt quá trời nè. Khâm phục em thiệt đó. Tại vì chị ít vận động hơn em cho nên mới thua em thôi. Nhưng mà chị yên tâm đi, chỉ cần là chị đi chơi với em hoài là bảo đảm chị sẽ giỏi như em vậy. Nhưng mà chị còn phải đi làm nữa mà, đâu có rảnh rỗi như em đâu. Thì có gì đâu, cùng lắm em kêu ba nói bà chủ đừng la chị là được rồi, khỏi phải làm nữa. Chị á không có sợ bà chủ la, mà chị chỉ sợ là mất cái này á thì mình sẽ đói thôi. Cái này hả? Là tiền á hả? Trời ơi, tưởng cái gì, chứ tiền thì ba em thiếu gì. Chị cần bao nhiêu nói ba em đưa là được rồi. Còn nói có đúng không ba? Đúng rồi. Đó, chị thấy chưa, ba em đồng ý rồi đó. Ông chủ tốt mà em cũng tốt nữa. Nhưng mà chị không muốn lợi dụng lòng tốt của người khác đâu. Nhưng mà em yên tâm đi, chị á sẽ tranh thủ tất cả thời gian rảnh của chị đi chơi với em. Em chịu không? Chị hứa rồi đó nha. Nè hai người đẹp, ở dưới nước nói chuyện riêng, định cho ông già này ra rìa hay sao? Không có đâu ba, làm sao mà cho ba ra rìa được. Chị, mình lên bờ kiếm giang đi nha, em đói bụng quá. Đi. Lên đi. Alo. Cái gì? Tư Hoành bị tóm. Tại sao? Phát hiện ra thi thể tắm lú. Địa bàn bị lục tung khám xét. Thằng Ốc Tiêu cũng bị tóm sao? Được rồi, kêu luật sư nhắn với nó, đừng có khai gì cả. Từ từ tao sẽ tính. Rõ chưa? Wow, đồng hồ của em đẹp quá à. Mua ở nước ngoài phải không? Chắc mắc tiền lắm hả? Chỉ khoảng có vài ngàn đô thôi, không mắc lắm đâu. Nếu chị thích, lát nữa lên phòng em tặng chị một cái. Tặng chị hả? Mắc như vậy mà em cho chị hả? Chỉ cần em thích chị là em không tiếc gì hết đâu. Một cái đồng hồ chứ, 5 cái em cũng tặng chị được. À, em ở lại chơi với Như Ngọc nghe. Anh có việc phải đi rồi. Ủa, nhưng mà lúc nãy bà có hứa là dắt con với chị Mỹ Lan đang đồ nhược mà. Giờ bà đi đâu vậy? Bà có chuyện gấp, cần phải xử lý. Ba nè, Như Ngọc, em đừng có nhõng nhẽo với ba như vậy. À, chị có biết một nhà hàng Nhật ngon lắm, hay là chị dẫn em đi ăn nha? Vậy thôi ba cứ đi công việc đi, còn con đi ăn với chị Mỹ Lan được rồi. Ba đi cẩn thận nha. Ngoan lắm. Dạ. Thôi anh đi. Dạ. Nha. Mm-hmm.